Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Lâm sẽ chia sẻ cho mọi người cái từ meo lỏng qua lúa nha mọi người. Rồi, trước khi cấy thì chúng ta sẽ vệ sinh tủ nè, khử tia UV. Rồi, thao tác. Đây, chúng ta sẽ thao tác đốt khử tủ rồi sạch sẽ. Những cái vấn đề đó thì trước khi làm thì hầu như ai cũng phải làm những vấn đề đó rồi, nghiêm sạch. Rồi khi đốt tủ xong rồi chúng ta sẽ tiến hành cấy thôi. Thì giống đã chọn lọc rồi, đã lắc xong rồi, rồi đã vệ sinh sạch sẽ rồi, thì bây giờ chỉ có việc là cấy. Rồi bây giờ cái khâu đốt để cho mọi người hình dung thôi, chứ còn nếu mà ai đã vào thao tác của phòng cấy thì mọi người cũng biết rồi đúng không? Rồi thì bây giờ sẽ tiến hành cấy qua lúa nha mọi người. Rồi bây giờ chị Chính sẽ là người hỗ trợ để nắm cấy. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ khui cái đài cấy bằng ống xi lanh nha. Rồi. Ai có cái gì thì cấy cái đó, người thì bơm, người thì chúng ta hơi nhẹ qua đi cho nó kỹ. Rồi cái đây thì mình chúng ta đốt sạch sẽ rồi nè, chúng ta để đây. Bắt đầu chúng ta sẽ kiểm tra giống xem, trước khi vào đây chúng ta đã kiểm tra rồi thì giống chúng ta có bị nhiễm, bị vấn đề gì khác không. Nếu mà ok hết các tiêu chí thì chúng ta sẽ tiến hành đem vào cấy. Rồi đã kiểm tra rồi nha mọi người, thì nó không kiểm tra lại nữa. Rồi còn cái vấn đề mà trước khi làm cái giống này á, quan chọn lọc cái giống á, thì mọi người tùy nhà sản xuất mà chúng ta có cái cách chọn giống khác nhau. Rồi khi mà chọn giống xong rồi thì chúng ta tiến hành cấy trên thạch rồi qua lỏng lắc như thế nào, thì đó là mỗi anh em có mỗi cái cách lắc. Ví dụ có anh em thì thích lắc đặc nè, anh thì thích lỏng, anh thì thích lắc to lắc nhỏ gì đó, nó là cái vấn đề. Rồi chúng ta lắc thử rồi kiểm tra lại một lần nữa. Rồi ok, ổn đó mọi người, nhìn giống đẹp ha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành cấy. Khi thao tác cấy chúng ta không có đưa tay bất cứ qua đâu hết nha mọi người, không có đưa tay qua. Rồi này thì dụng cụ xong rồi đúng không? Rồi chúng ta sẽ đặt nghiêng như thế này nè, chúng ta hút, không được đưa tay đứng nè cho nó rớt xuống. Chúng ta sẽ tiến hành hút. Thì bây giờ thì nấm sẽ cấy khoảng cỡ một bịch lúa thì nấm cấy khoảng cỡ 50 ml. Đây chúng ta sẽ tiến hành thao tác qua lúa này. Rồi xuống đây hơi nhẹ đây, và chúng ta sẽ tiến hành bóp lắc đều đi, đừng có bóp một chỗ nha mọi người. Rồi khi qua đây thì cứ đẩy qua thì sẽ có một người phụ tiến hành cột giấy báo lại. Rồi nằm này. Thì đây nắm, khi mà nắm thao tác á, nắm quay cho mọi người xem á, thì chậm rãi để mọi người có thể là nhìn thấy nó rõ hơn, chứ còn khi mà vào cấy rồi thì nhanh lắm. Đây nhìn nè, nhìn ngang nè, chúng ta đừng có đưa, còn khi mà bô mà lỡ nó bị nghẹt á, thì chúng ta đừng có cố mà. Rồi nếu mà dính thì cái khăn này chúng ta sẽ chạm ngay liền, khăn này đã xịt cồn sẵn hết rồi. Đây thì cái cấy nhanh chứ không có lâu đâu mọi người. Chúng ta cố gắng nha, mỗi lần cấy thì chúng ta lắc cho nó cái chi cho nó đều cái giống. Rồi nên bây giờ bơm nè. Rồi cái nhanh cho mọi người dễ hình dung nha. Rồi chúng ta sẽ cấy nấm sẽ bơm một lần là hai ống nè. Rồi cho nó nhanh. Rồi thậm chí nếu mà thao tác nhanh nữa thì ô bơm 3 luôn cũng được, bơm tới 15 luôn. Rồi, bơm tới 15 nè. Rồi ok nha.
Rồi. Tay dài thì bơm có thể bơm tới 20 cũng được mọi người. Nếu mà tốc độ 5 cái thì người cột có khi không kịp đâu. Rồi, hút 15 nè mọi người. Tùy lượng giống. Anh em thì cũng cái cấy từ khoảng cỡ 5 đến 75. Anh là dư nhiều giống thì có thể tới 10 cũng được. Rồi. Mọi người cố gắng coi cho hết cái hũ giống là được rồi. Đây là giống bào ngư sáng đó mọi người. Thì hầu như thao tác cấy thì loại giống nào cũng như nhau hết. Hũ này rất là đẹp. Chùm nếu 5 cái của trung bình là khoảng cỡ 100 bạch thì khoảng cỡ 30 phút. Rồi sập đấy mọi người. Rồi cái này cái còn ít cái luôn. Rồi, nó hai bịch đấy. Rồi có điều kiện rồi. Đấy hai bịch luôn.
Rồi chúng ta sẽ hầu như chúng ta không còn lắc được nữa. Ây da, sorry mọi người, động cái máy quay. Thì như vậy là xong rồi mọi người. Thì cái ống xi lanh này chúng ta cũng bỏ luôn nha. Rồi khi chúng ta xong một hũ rồi thì chúng ta sẽ tiến hành lau đi. Lau cái dùng cái khăn này. Rồi chúng ta sẽ lau cái lúc nào nãy giờ những cái vết thương mà nó quên những cái giống mà nó đổ xuống bàn đó, dễ bị lây nhiễm. Rồi như vậy là xong một hũ. Rồi thì bây giờ nấm sẽ thời gian quay mà để mà hết được mà mấy trăm bịch meo á thì khá là lâu. Nãy giờ tốn 10 phút của mọi người rồi. Thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video lúc nãy giờ. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Thì bây giờ nấm sẽ tiến hành thao tác làm cho nhanh để cho kịp, vì còn rất là nhiều đó mọi người. Còn cả đống như thế này này, trong vòng 90 phút là sẽ hoàn thiện. Đấy, bây giờ buộc nó như thế đó. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người.